Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel Hiệp Tính Phát Trong video tiếp theo của cái Epson L3110 Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách scan Nhiều trang gom vào một file của PDF nha các bạn Rồi. Cái máy này thì nó chỉ có hỗ trợ scan cho mặt gương ha Thì cái thước chuẩn nhất thì các bạn sẽ thấy đây Ngay góc bên phải của cái máy in các bạn thấy ha có cái mũi tên nè đó là cái file tài liệu của các bạn ngay chỗ này là điểm chuẩn nha các bạn chúng ta sẽ làm móc chỗ này ha cái file các bạn cần scan cái mặt cần scan up xuống nha các bạn sau đó các bạn sẽ để nắp lại để sát không để ánh sáng lọt vào nha các bạn rồi bây giờ chúng ta sẽ lên trên máy vi tính và mình sẽ tiến hành scan nhiều trang gom vào một file nha các bạn Mời các bạn cùng theo dõi video. Copy a for in Saigon. Bây giờ trên màn hình máy bí tính của các bạn khi các bạn mà cài cái driver scanner cho cái máy in Epson L3110 thì uh, các bạn sẽ không thấy cái cái shortcut của cái cái tool mà scan đó các bạn. Thì các bạn có bấm vào chữ search các bạn bấm chữ scan ha thì nó ra cái Epson Scan 2 nè để trong quá trình sử dụng á để dễ dàng thì các bạn nên đưa cái shortcut này ra ngoài màn hình desktop thì các bạn uh, tại đây nè các bạn có thể là click vào bên to tab 3 thì nằm dưới tab 3 hay là bên to star thì mỗi lần các bạn click vào chỗ này thì nó hiện lên ha rồi mình mở open file location thì các bạn sẽ click chuột phải vào cái cái biểu tượng của Epson Scan 2 nè sau đó các bạn show more options Tiếp theo chọn là Send to. Chọn là Desktop. Create a shortcut. Rồi, bây giờ chúng ta đã có cái shortcut của cái Epson Scan 2 ha. Bây giờ các bạn sẽ mở lên. Rồi, mình sẽ giới thiệu uh, từng cái uh, cái chức năng nha các bạn. Cái scanner để các bạn tích vào đây. Nếu trường hợp trên máy tính của các bạn có từ hai cái máy scan của Epson trở lên ha thì các bạn nhớ lưu ý nha mình thích vào đây mình sẽ chọn cái nguồn đó là chọn đúng cái máy các bạn đang cần scan rồi mod cái phần scan setting thì thôi mình cứ để mặc định nhé các bạn default ha rồi cái mod nè mình chỉ hướng dẫn những cái mục nào nó nó cần thiết thôi nhớ các bạn rồi mod thì có là document mod và photo mod document là dạng giống như file tài liệu các bạn còn photo là hình ảnh thôi ha. Thì các bạn lưu ý với mình nha. Khi mà các bạn scan file tài liệu. File tài liệu nha các bạn. Thì nhiều trang nó gom, nó mới gom vào một một file được ha. Nhiều trang có 5 trang thì gom vào một file có 5 trang. Còn khi mà các bạn có 5 cái file hình ảnh khác nhau thì mặc nhiên khi các bạn scan thì nó phải ra 5 cái file hình ảnh khác nhau nha các bạn. Không có gom chung vào một file giống như là file tài liệu ha. Rồi, ở đây mình chọn document mode. Rồi, document sort tức là scanner glass, tức là các bạn sẽ scan trên mặt gương. Một số trường hợp, một số cái máy nó có cái bộ nạp bản gốc tự động ADF á các bạn. Thì nó sẽ có thêm cái phần là ADF ở trên này ha. ADF là chữ viết tắt của auto document feeder các bạn. Bộ tự động nạp bản gốc tự động. Rồi, document size là cái khổ giấy của các bạn cần scan thường mình hay xài giấy A4 các bạn thì tùy theo cái file của các bạn thì các bạn chọn cái size cho nó phù hợp rồi ở đây chúng ta là giấy A4 rồi máy tay đó là bình thường các bạn nên để auto đi auto có nghĩa là file gốc của các bạn là đen trắng thì ra đen trắng file màu ra file màu color là màu gray scale là tông xám black and white là đen trắng các bạn lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu của các bạn nha mình để đây là auto rồi độ phân giải thì độ phân giải này thấp nhất là 75 dpi và cao nhất là 1200 dpi độ phân giải càng cao thì cái file của các bạn scan ra chất lượng hình ảnh nó càng sắc nét càng đẹp và đồng nghĩa là cái file của các bạn dung lượng lưu trữ rất là lớn và đi kèm theo đó là tốc độ scan sẽ rất là chậm nha các bạn lưu ý Ở đây mình đang test máy nên là mình chọn 100 thôi Rồi tay nó là xoay Các bạn xoay cái file của các bạn, trường hợp bạn đặt cái file vào mà lỡ Các bạn đặt ngược thì các bạn có thể vào đây xoay lại cũng được ha Rồi, cái dòng cực kỳ quan trọng luôn nha các bạn, các bạn phải tích vào đây Bình thường các bạn mở lên thì ở đây nó không có dấu tích thì để khi các bạn scan nhiều trang gom vào một file thì các bạn phải tích chọn vào đây đây là một trong những bước quan trọng nhất trong cái video này quyết định được việc các bạn scan có gom nhiều trang gom vào một file được hay không nha rồi các bạn tích vào đây còn cái email format này thì các bạn thấy ha định dạng định dạng như là bitmap, jpeg, png, tip, multi tip và pdf thường mọi người đa số scan nhiều trang gom vào một file thì chúng ta sẽ chọn là PDF rồi file name, em cái này nó lưu uh, lưu tên đó các bạn ha thì các bạn có thể click vào đây chọn phần setting nè rồi qua đây các bạn chỉnh lại ví dụ như là mình hiệp tính phát mình đặt qua đây hiệp tính phát đi rồi ok cái phần mà sử dụng file counter này thì các bạn có thể dò thêm ha các bạn thấy mình tích vô nè đây cái này các bạn có thể là tìm tìm hiểu thêm nha mình không đào sâu vô mấy cái này rồi mình đặt file là hiệp tính phát các bạn thấy ha 2023 ngày 7 tây tháng 3 2023 rồi cái này là cái khoảng thời gian nè các bạn như vậy là đủ xài rồi sau đó bạn bấm ok rồi các bạn nhớ giùm mình nha folder ngay chỗ lưu trữ Bây giờ mình đang test thì các bạn có thể là chọn qua chỉ Select nè. Chọn theo một cái đường dẫn mà các bạn muốn thiết lập. Sau đó bạn bấm OK. Còn ở đây thì mình đang test cho các bạn xem nên mình chọn ngoài desktop. Lát mình scan xong thì cái file này nó nằm ngoài desktop luôn nha. Rồi. Các bạn nhớ mình nha. Tích chỗ này nha. Quan trọng nhất là sau, sau khi mà các bạn đã setup xong hết rồi. Thì bây giờ các bạn có hai tùy chọn. Bấm Review hoặc là bấm Scan review thì các bạn scan nó sẽ hiển thị ra cái hình ở đây đây mình bấm cho các bạn xem Mình đang chọn độ phân giải 100 dpi nha các bạn nên là tốc độ scan nó sẽ rất là nhanh Rồi tại đây ha các bạn sẽ tích vào cái edit nè thì nó ra cái hộp thoại này nè rồi bây giờ các bạn đặt một cái file khác vào rồi các bạn bấm add Rồi, file tiếp theo. Các bạn bấm S tiếp cái nữa là được trang thứ ba. Rồi, bây giờ là trang thứ tư. sau khi các bạn scan được bốn cái trang này rồi ha rồi các bạn sẽ bấm nếu các bạn muốn kết thúc thì các bạn sẽ bấm vào sale coi như là các bạn hoàn thành xong cái việc là scan bốn cái trang vào một file rồi đây các bạn thấy đây ha mở lên file này có bốn trang nha một hai ba bốn chúng ta đang scan ở độ phân giải 100 trăm dpi nhớ bạn rồi như vậy là chúng ta đã xong cái việc mà scan nhiều file nhiều trang gom vào một file nhớ bạn và chính xác là nhiều trang gom vào một file rồi trường hợp các bạn mà scan hình ảnh á, thì nó sẽ tự động mỗi một file mỗi một trang là một file ha mỗi một tờ là một file nha các bạn thì cái đó nó bình thường rồi, ha nên là mình sẽ không hướng dẫn các bạn đây cảm ơn các bạn đã theo dõi video nếu là nếu các bạn thấy video này hay hữu ích tặng cho mình một like share subscribe và bật chuông nha xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo chúc các bạn thành công các bạn thấy cần Hỗ trợ thì có thể là comment phía dưới video nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào.